cho mày nhiều. Ui giời, mấy thằng nhóc Yasuo này. Đây 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 đây, hồi nãy mẹ tôi cũng chơi Yasuo bị nó nhốt vào vương quốc tử vong, nó vả này. Vả này bố mày nhốt lại. Cái chơi Sako kìa, mệt Sako mà chơi Sako. Ủa mà từ từ, team nó ai support vậy? Hả? Team nó không support luôn à? Quan trọng gì? Team nó team nó con nào support thì chả chết với Sako. Đây, thằng kia tên là Sako rồi, đi với Sako này được chưa? Thằng chắc là thằng Yasuo đi top, thằng Asan đi mid, còn Zac support cho thằng Jhin đấy. Ừ. Đấy bạn hiệp tôi pick con Karma thiên thạch rồi, anh em mình hai vậy thì bố mày vồ, bố mày đập hết. Cài. Cho tao thêm cái ulti. Hiệp. Ahri hay Nunu nữa tôi dí rồi. Ahri hay là Manfi đấy, tôi dí tôi đánh chết mỡ. Cho gát được, cho gát trùng mẹ không luôn. Không phải bọn đấy rồi anh em ạ. Bọn khác rồi. Bọn này xin phép là thắng trong vòng 15 phút rồi này. Mạnh nhóc. Ok. Mạnh đi đâu ấy Mạnh? Mạnh đi support anh. Ơ. Support à? Ơ kìa anh. Mạnh uy tín à. Được. Thằng nào có khả năng vả được modder bán này. Đấy. Viego hôm bữa hơn đồ mình chụp lại mình vả như một con thú. Vả như chó. Gặp mình thì cong đít chạy. Lúc mà nhốt vào vương quốc tử vong là được hơn bao nhiêu chỉ số nhỉ? Ông được cướp được 10% tổng chỉ số của nó, vậy là được rồi. Ờ. Ông hơn 10% biến thành của mình. Má biến thành của mình, nó mất 10%, mình được 10% coi như là chết nhau 20% bằng mẹ cái xe máy đỏ rồi. Đúng rồi. Có thế vừa xe máy đỏ vừa vương quốc tử vong. Lên. Thì đúng rồi, thì bây giờ anh vừa xe máy đỏ, vừa vương quốc tử vong, em lên thêm cái mắt xích thù hận nữa, coi như khỏi cái đam luôn. Đấy. Còn Khazik ấy cầm đồ như thế xong rồi vào phát là một quy là chết hết, một quy là chết luôn đấy, con AD đấy. Vương quốc tử vong mà quy chết luôn. Thì Khazik vương quốc tử vong chắc là chùm mẹ rồi, con cầm vương quốc tử vong mạnh nhất chứ con Khazik chứ ai còn gì. Cào thứ chịu nổi. Mã lập. Cào liên tục luôn. Nhưng mà cũng chỉ được có một con à. Nhưng mà thì cả Aegis được con. Ý là nhưng mà nếu thế thì là con Viego ghê hơn ông ơi. Con Viego ấy nó chắc chắn giết được con đấy xong nó bắt hồn con khỏe nhất, ghê vãi đái. Ôi chưa chắc gặp thằng khỏe nhất đánh lại sao. À modder cancer ulti fiddlestick xong ra bắt vào vương quốc tử vong nhúc. Hiệp lấy ulti tôn nê thôi mạnh nghe. Ulti fiddle thôi. Nó mạnh ulti là ngon này. Hiệp bây giờ thích ulti scan lên 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 lên. Mao Kai mạnh nghe. Mao Kai đi. Mình nhờ Mao Kai á. Đi anh em ơi. Đi gấp. Tới công chuyện rồi, người đi đầu là chúng mạnh ngầu nào anh em thấy nha, để mạnh đi trước. Để An đi trước, An đặt hình đi trước. CC là con An đặt hình, An đặt hình. Ui, An ulti Manfi nữa thì thằng nào chạy hộ ấy. Tí An ulti Manfi xong cường Ken book ulti An, không sợ chết nhờ. Trời ơi, lộ mẹ rồi. Ơi, công chuyện mày luôn. Để tôi cắt trong mắt, ok. Cắm con mắt xém hụt nha. Hụt rồi sao ấy. Đây là có là cắm mắt lại này. Nó kia kìa. Ê, vào đây em bóc cho, em bóc cho. Bóc à? Bóc, mạnh bóc. Đồ, Yasuo được tự đi tương ngửi nha. Ui. Thầy thì xin phép là Jhin ulti A. Ui, tính là team bên đó toàn ulti ngon. Con cái con gì ta? Con Viego ulti Ahri kìa, sao chạy? Kéo kéo nó ra tiếng nhá, em đặt tóc tay rồi anh ạ. Đấy thì gọi ra đi nhập, hai cái tóc thẳng cái này. Hai cái tóc nhà này, con gì nữa thì thôi. Nhục. 10 lít 7 màu. Gì, Akan hay gì, Akan đúng không? Ra con mẹ mày đây. Đợi xíu cường ơi, cường ở lại dụ cường. Ở lại dụ đi cường lên à. Đấy là xong rồi. Nó không để ý đâu, Đây 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 cường ơi. Nó mất rồi cường ơi. Mordekai Sir 30 củ của nhà. Trả lại này cường. Ta còn mạnh là mạnh hết kế đấy anh ạ. Được mạnh ơi. Rồi. Mọi sự bức bộ của mạnh đều phải trả giá nhá. Ây da, thằng này ulti Ahri cường ơi. Má một thằng ulti Ahri, một thằng ulti Lissandra, đéo chứ thằng nào cay nhờ. Rồi anh em top mid phối hợp thế là chết cơm đấy. Không, thằng Yasuo nó đi qua luôn à. Mà bọn này nó cũng đó kiểu di chuyển kinh đấy. Di chuyển kinh đấy. Tôi vừa ghi mình donate mà.
Sao sao? Nó phá nè. Phá thôi, bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Bởi vì má hồi nãy đi lên tới nơi mà không có con Viego đứng đấy là chắc chắn giết được con rắc rồi đấy. Tại mình đứng ở trong này mình ulti ra, rắc nó không biết đâu. Nó xuống độc lắm đấy, bọn nó xuống độc lắm đấy. Mai đâu? Mai đâu? Cái đéo. Nhóc Yasuo này chấp, chấp thêm 10 mà. Tôi điệp ơi. Trời hiệp chết như một con chó rồi đấy. Nhóc Yasuo này chấp thêm 10 mạng nữa. Sao cái pha đấy của nó ảo ấy chứ? Hay mày. Đã bao giờ là không hay à hiệp? Tông nó không? Nó lốc chưa rồi, nó lốc chưa rồi. Tông, tông. Đúng rồi. Nó phải đến cuối, nó phải đến cuối của băng kiều. Đừng có vội. Rồi, có cái siêu trụ nữa. Nhóc. Hiệp hiệp tới đây. Ôi giời, mai vẽ. Chắc là nốt cái này bạn ơi, thông cả thôi người anh em. Nó mắt ở đây này hiệp này. Đây đây, mạnh mạnh đấy cho. Ôi giời, ở lại luôn. Ở lại luôn. An ally has been slain. Cao tơ em mà, cao tơ mà, nó cao tơ được cái kép. Trời ơi, nó lấy cái rờ Lissandra, nó có giết lắm. Còn rờ Lissandra đấy, còn rờ Lissandra. Rồi, 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 rồi. Kiên mà ra thì mình giết, ăn mấy con lính thôi. Kịp không, kịp không? Kịp. Mạnh tham minh mà. Rồi ôi, đơn giản vậy. Giết chết con đi mẹ, Yasuo này ông ơi, tôi có chiêu cuối của. Ây. Ôi, cần gì, ông để. Thằng nhóc này. Lấy tôi, không cần. Dùng ulti thằng em giết thằng anh à? À thằng anh giết thằng em à? Con chạy nhanh quá. Đây 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 đây, đang tới đang tới đang tới. Mạnh giả dích, mạnh kiếm tí tố rồi. Này bọn nó ra đông nhá, lùi lên lùi lên lùi lên lùi lên. Đúng được, đánh rồi. Ờ, cái này, để bạn để ý vậy. Không, cái này lỗi mạnh nặng đấy. Ui. Hiểu vậy, nền đắp nha, nền đắp nha. Về đi, về đi. Đừng nhóc, thì bố mày lên level 6 thì bố mày gọi to đầu. Cày thế nhờ, mấy thằng này cày thế nhờ. Mạnh lên. Ngon. An pinh tới đấy, ok, an pinh tới, đẹp. Trời trời, trời tới luôn, một tí. Nó mất một tí áp rồi. Đầu phết đấy. Ôi, thôi. Kiến, cầm mẹ. Sao? Đang có cái ulti Mamfire đang định Oliver Tông nó. Đủ mẹ. Lượt, ấn chưa anh? Anh vừa mới hồi. Yasuo đi đâu ấy nhỉ? Ok. Có trụ mạnh ngay. Giờ có mắt mà lo. Vigo sau kìa. Chơi nhá. Trời chứ, em uống chi mau cai mà bố nó dám lại ra ấy. Ô, nó ra thật này. Ra thật kìa. Nó đi rồi đấy. Nó mất tuyệt mạnh rồi Hiệp ơi. Má bóc bắn, đủ đam. Đang xuống. Quá khéo Hiệp ơi. Đi chơi. Cái này, Astral này. Ôi. Này áp sát kích đấy. Chạy. Giày một thì chạy hộ. Giày một thì chạy hộ với giày hai bạn ơi. Chơi không bạn này. Ây da, thêm con này nữa, chịu bạn ơi. Được chưa? Thì...
ba mạng vậy sắp ẩm rồi, vậy sắp ẩm rồi. Mẹ con tí gà gác tung dí được nó để đâu. Là mạnh mẹ mày auto kill rồi đấy. Đâu, quy gì bạn, hồi nãy mình quy mình phải canh giết thằng này chứ, quy bạn không tới chứ. Cái này bao nhiêu giết thằng đấy thì quay lại đấm Yasuo, mình bạn muốn giết mấy thằng này phải có thêm cái relay cơ. Phải có thêm cái relay nữa. Chơi này không mày? Chơi này không anh ăn. Nó có relay khó lắm. Tăng lên mình có đam, đợi tăng lên mình có đam. Thằng Viego đang rất gần đường dưới nhá. Viego đây này. Tí nữa vô combat cứ chụp thằng Yasuo cho nó khỏi chặn từng gió để ăn bắn. Mà mắt đấy nhớp. Ăn sẽ được bắn. Trong mặt nó kẹp mắt đấy được rồi nhỉ? Sao nhóc? Chơi không? Clear mẹ lính đi thằng Hâm. Kéo nhiều kiểu đi. Chạy ngay. Tới công chuyện liền Hiệp ơi. Tới công chuyện này Hiệp. Bao Hiệp ơi. Bao Hiệp ơi. Hai Hiệp ơi. Thế đâu? Nó là như vậy đấy. Như nào? Này này này. Anh em tao. Vía gỗ Hiệp ơi. Thật nhá. Nó xuống đây. Em đảo chiều ngay. Thôi cho hay rồi. Cho hay rồi. Hay vai. Má nó bắt rồi. Xong. Bắt bía rồi, một tí máu ấy. Là xong mạnh, rồi. Mạnh tới Hiệp ơi, mạnh tới. Rồi, chết mẹ nó rồi, chết mẹ nó rồi. Ôi mẹ, cái ulti lề đấy kìa. Để cái ulti lề đấy khó chịu lắm. Mày có lại ulti Ari nhở, bực thích nhở. Khoai đái nhở. Kêu, đằng sau. Lướt vô hè, lướt. Thôi để lên đấm rắc. Bây giờ từ từ ăn thôi ạ. Khó thế. Từ từ dụ nó đi, ra dụ nó nhảy vô đấy. Hay. Thế là ngày này. Có chứ. Bóc mà, Hiệp. Một máu đấy. Thằng rách khỏe đấy anh em ơi. Đây, bắt được. Nhiều đấy, nó khó đấy. Má nó cứ đi vòng bực thế. Lên đây ông ơi. Bắt cái góc đấy đi vòng bực quá. What? À, một đam kìa. Chắc nó nhiều đồ quá rồi. Nó đang nhiều đồ hơn mình nhiều quá. Không chơi được đâu, từ. Tí nữa đi. Má bên nó lúc nào team bên nó R cũng ngon nhỉ, toàn R ngon thôi. Jack là Lissandra. Thằng Jack R Lissandra á, thằng kia thì R Ahri, này Yasuo R Gagat, Zihin R Ahri này. Nó bắt ulti Zihin nhưng mà tao có đúng ulti Ahri là cùi nhất rồi đấy. Đúng Jack luôn đấy. Cái R của Sako bây giờ nó bị đồ chết hơn xa ấy. Bóc mẹ được không? Hết mana rồi. Tiếp theo là được chạy anh ra đi. Đồ đam chắc rồi đấy. Chó. Viego cái R đấy khó bắt vãi. Không bắt được. Có R Ahri xịn quá. Để xuống chơi hàng lên. Bắt được. Bắn lên. Hay. Thì tia nó dùng hết chiêu rồi nó đuổi tao rồi mà, nó không kệ em đâu. Tao tích cận nó rồi, tao một cái này. Đúng rồi, phá mắt đi. Phá mắt đi để vô cái. Để quy vô, để mà R phí được tích vô cái. Nhưng mà biết để sao. Để về lên cái năng đó. Để nó có đam. Tốt game chắc là đi. Tớ tìm này. Đúng rồi chưa? Thấy anh Lu nói là không game thì kêu. Thôi để đến phía sau chuẩn bị có mắt rồng luôn này, khỏi về. Đúng rồi đấy, hợp lý đấy. Thằng Viego sau nha. Viego sau nha. Ok. Bắn xong cái trụ đã rồi nói chuyện tiếp. Má, thằng Diary chạy giỏi lắm. Thôi vô rồng đi. Nó mất ông Diary các kiểu thì rồng. Người mình cay thật sự.
má cái thế. Nói nha đúng không? Lên lưu được đó. À ok. Lui đi, lui đi, lui đi, lui đi. Lui đi, lui đi mua đồ á. Được tiền cá, top kìa, nó đẩy top kìa. Rác cái gì phải lên giúp được kê đưa mình được kê không chịu hết nhỉ? Có mình em giờ thì phải rất khó. Nhưng mà em chết rồi. Ta em làm anh ăn này. Nhập con bên này. Mất cái e thì xác con mẹ nó định là đi đi em ơi. Ok, đẩy thằng mid luôn, em xuống bot ép cho. Hai này. Giật cá mình. Đồng ấy, đồng ấy, đồng ấy. Vừa mất rồi, vừa mất rồi. Chúng ta phá này đã. Gì đấy? Nè, thử vô đây. Chưa hiểu. Bảy nhiều lắm. Cứ để cho mặn nhây đi. Về nhà mua đồ đã nhiều tiền quá. Ừ. Ván này chuột khỏe rồi. Tâm này bắp cho anh. Ôi thằng này thằng chết mẹ rồi này. Quả đấy mà có quét đây là ra giết nó luôn rồi, nhưng mà quét. À chạy thế. Má mày đánh búp em, mày đánh AP à, mày đánh cao ấy. Bố mày còn chưa thấy con chốt lên, quả đấy phải vào ấy. Này. Ủa mày đánh AP chạy đi, mày đi cover nhà đi, anh em khỏe mãi à, cứt. Phá đâu rồi, phá này, phá mắt này. Phá nhà luôn đây này, phá mắt. Tắt đi nhá, tắt đi rồi nhá, tắt đi rồi nhá. Ok ok ok, đánh quanh bốc là được nhá, nó không có... Ở đây nó không có mắt đâu. Rách chưa cuối lít đấy. Uầy, rách anh, rách anh, rách anh. Ui, chết con mẹ thật rồi. Oh, hello. Hay. Không chịu được. Mọi người ơi. Rồi, đây, đang lên. Lấy tàng hình đã, tới cùng kỳ với mày luôn rồi. Go. Rồi rồng đi. Biago. Rồi, đây rất khỏe chứ bạn. Con này thua rất mà. Con này đánh sao lại rác? Nó điên à? Mặt chết nó thằng kia nhở? Tưởng chết rồi. Rồi chết là nó lại hồi sinh đấy. Nó hồi sinh Jesus đấy. Đây, rồi này. Bóp rồi. Quang. Nhắm còn. Quay với em tao. Thứ bóp thăm, thử bóp thăm. Này, action hay cái gì à? Rắc. Đấy, kinh lắm. Không tách được yếu rồi. Solo nó vẫn đó, solo mệt đấy. Solo mệt lắm. Tôi sợ cái e nó thôi, nó không có cái e thì tôi vọng gõ nó toang đầu liền. E đéo làm gì được. Rách chủ yếu là cũng vì cái e của nó đấy không? Thì đấy, đúng rồi. Thằng đéo là cũng sợ cái e của nó thôi, nó mạnh là cái e mà. Tôi cứ căn nó mất e thôi là tôi bắt chụp thẳng đầu nó tôi giết à. Bây giờ chắc tôi vô tôi chụp. Chắc tôi vô tôi chụp chết mẹ nó Viego quá. Ê, xanh đấy.
đánh ở quanh những cái chỗ như này này thì ok lắm. Nghe mình ok. Để mặt mèo đập hề nhiều vào rồi đánh. Kiểu cho nó dí ấy, đánh xong cho nó dí đập hề. Hay bắt luôn đi chó Yasuo này ta. Đi vòng này bắt đầu, mày đi vòng. Chơi được rồi đấy, chơi được rồi đấy. Ôi ôi. Con Yasuo nó sống trên này này, gần chết rồi, một máu. Một máu trên này đâu. Một máu á. Đâu rồi? Một máu. Cày thế nhỉ. Có cái relay nó mới đơm được đó. Cái hầm bộ hàn băng có chịu quá. Này. Thôi tôi xong rồi. Hồi em khỏe đấy. Ừ, hoảng sợ, đồ cát. Hoảng sợ, đéo được tăng hình, Kịp. Đấy, RE mà lúc búp RE thì ông trượt kê chết. Ê, xin lại ông mua Baron kìa. Ở lại chui cho Baron này. Mình đánh với thằng Yasuo này mình chấp cái này mà. Chứ mình có cái này là tuổi gì. Còn nó đứng dình tôi hay sao á? Nó quay kinh thế là gì nữa. Nó quay hết loot rồi đấy. Nó đứng dình đây đấy không ạ? Có thể đấy. Cẩn thận nhá, anh đừng đi được cái chỗ này. Này xong mình bán này đi mình mũi. Nó về. Kama mua cái đồ support đi, Kama mua cái đồ support đi. Mua cái gì support thì được chứ. Mua cái đồ support để farm đi. Farm chia tiền ấy, cái đồ Faker hay mua ấy. Cái đồ mà AP mà ăn quái được chia tiền ấy. Mày lên đi, bởi vì tí nữa tao sẽ đổi cho full AP. Mày về sau mày lên support đấy. Cái này. Cái cổ vật ấy, thứ cái đồ vật mà cộng AP xong rồi ăn lính được tiền ấy. Chi vậy? Thì tí nữa đổi thành nó cắm mắt. Tôi full AP. À thì lấy nữa cho phật tôi gì. Ê, xong rồi. Cứ để mặn lo chạy đi. Chỉ là mặn chạy thôi. Rồi này, gần đi rồi này. Ôi. Bắt hồi sát cô. Rồi hai ngán. Ai đâu quá. Cái gì á, thằng nhóc này. Con chó này. Mày bị điên à. Đấy, Baron. Baron trước rồng. Baron trước, mình có hai rồng rồi. Không có sao. Baron đi, em ra ăn rồng. Baron gì vậy đấy? Hết trực phạt. Đấy, em rồi, có cái này này. Chả chi mấy cây này. Xong nó bê về ra rồng luôn nhá. Này, lượm cái này. Bê về ra rồng luôn nhá. Đi. Em tí em thiếu tiền. Để mình lên cái khít băng đó, lên khít băng random đó. Ăn được cả. Thôi ăn lên. Má tôi tìm cơ hội chứ, chẳng may tôi két được thì tôi két chứ. Sa Elsa, Kiri. Nha, ta phải mày cái bẫy cho. Ăn đi. Rồi. Thằng này bị điên. Thằng này bị điên rồi. Cả số đằng sau đang cạnh cánh sang này. Ây á, té, mất AK này anh em ơi. Nghe. Té. Hai. Đánh ở đây nhá, đánh ngu về đây là ok nhá. Nếu mà có thua. Rồi em. Để đéo nó được. Em game. Em như cả cái game. Mà đó là game. Có phải là game này chưa kìa. Tôi không cháu được không. Thằng nhau. Lẻ. Lẻ thế. Lẻ rồi.
Sao sao có trốn tìm chưa? Trốn tìm chưa? Mà trốn tìm à? Ừ trốn tìm đi đấy. Trốn tìm đi đấy. Cho nó hấp dẫn. Trốn tìm đấy. Đấy anh em cứ kêu lẻ khó ăn thôi. Lẻ liên tục thế này. Ba vẫn lẻ. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình đẹp tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Dễ dễ châu châu châu. Đã sinh ra là trẻ châu